nửa đêm đi lang thang ngoài trên những con đường của Paris có làm sao không? Đi nơi mình đi qua bên Eiffel Tower ăn tối với nó, sau đó buổi tối thì mình đi coi show. Coi show chắc không dẫn mới gặp vô quay phim được. Ở đây đi bộ chắc nhanh hơn đi xe. Đi xe tới kẹt á. Đa số là đường chiều không à. Kẹt quá nó ra khỏi xe luôn. Đứng ra khỏi xe luôn. Ở đây mấy xe mô tô nhỏ nhỏ chạy nhiều lắm. Thấy đi bộ là khỏe nhất. Nếu muốn đi xe thì cứ Uber 10 đồng 15 đồng, 10-15 euro chạy vài cây số, 4-5 cây số trong vòng vòng của Paris đó mỏi chân. Mới đây đường thì kiếm đường cũng mệt lắm, từ nó nhỏ. Louis Vuitton. Đi bộ qua đường. Quảng trường này. Ê. Như thế vậy em. Ở đây những cái tòa nhà, những building thì nhiều vô cùng. Thích ảo rồi. Này nhìn lên phim mà đẹp vô cùng, mà ở đây thì chưa biết sao. Con, ở đây chơi đi con, đi buồn qua mua nước không vậy? Xe người đi bộ chạy qua quảng trường rồi. Quảng trường này tên gì đó? Là quảng trường gì mình chẳng biết. Đó. Hai vợ chồng thích làm cái đường bộ này. Chị em không? Chắc đầy quá. Ok.
biển dầu. Hôm nay buổi tối đẹp. Thôi vợ mình đi ra coi coi nó tên gì. Coi rồi mình thấy cái sự tỉ mỉ tài ba của những người thợ người Pháp rất là lợi hại. Đứng coi cái tháp nhỏ này nó xây ra. Thì từ dưới lên nó có từng kết cấu hình ảnh rất là nhiều. Còn bên kia nó dán cái tường làm đẹp. Nói mình lên New York, mình khoái đi bộ, nó chở tới khu rồi mình xuống hai vợ chồng chết nhau đi bộ thì dễ nhìn hơn, chứ đi xe, ào. Đây không, bên trên là người đi tới lui, còn bên dưới nhìn đây không, còn những cái metro như đường hầm vậy, đang đi xuống ở đây, đi xuống cái metro nó nối cho điểm này qua điểm kia, chạy xuống dưới bên dưới để con người mà đông như trước khi qua đây nói mấy bạn đó, đây nó đông hơn Việt Nam gấp 5 lần 4-5 lần ở Sài Gòn đó. Diện tích nó thì bằng 20 lần Sài Gòn đó. 1/20 lần Sài Gòn mình lớn nó 20 lần, trong khi dân nó tới 2 triệu 4 thì cứ khoảng gấp hơn mình 4 lần ít nhất. Thì xây lên không được nữa, những tòa nhà gì không được xây cao lên nữa, giờ chỉ còn cách là đi đào xuống dưới thôi. Ở chỗ kia có anh lính đứng trong tủ kiến đã lặn lên để chống đạn. Tòa nhà Minister Delight Justice, thế Justice thì mình hiểu. Ở nhà luật pháp mà. Anh lính nó đứng trong cái tủ kiến không? Anh đứng từ giống như mà đó là người thiệt á. Anh đứng trong đó. Hay anh quan sát được mà nó bị lạnh. Xa là diễn viên mình đó. Chào diễn viên. Oh.
đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em. Nhiều khi giận nhau, nước mắt em cứ rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này. Đừng rời xa anh, em nói đi, em rất yêu anh. Nhưng ngày cuộc sống không như anh đang ước mong, của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người. Một người yêu em đắm say, một người bên em mỗi khi. Mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi. Thật ra anh đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu em ơi, anh lại nhớ em đang ở đâu. Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh nơi này. Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn riêng anh. Thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em nhiều, lại sợ người ơi đang hạnh phúc vui bên một ai. Tình yêu đã chết, hãy người giữ mai này chúng ta có duyên gặp lại. Thì anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới. Chào diễn viên. Giữ được nhiều hạnh phúc cho em. Nhiều khi giận nhau, nước mắt em cứ rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này. Đừng rời xa anh, em nói đi, em rất yêu anh. Nhưng ngày cuộc sống như anh đang ước mơ, của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người. Một người yêu em đắm say, một người bên em mỗi khi. Mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi. Thật ra anh đâu có chia tay như vậy. Người yêu em ơi, anh lại nhớ em đang ở đâu. Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh nơi này. Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn riêng anh. Thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em, lại sợ người ơi đang hạnh phúc vui bên một ai. Tình yêu đã chết, hãy người giữ mai này chúng ta có duyên gặp lại. Thì anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới yêu. Thật ra anh đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu em ơi, anh lại nhớ em đang ở đâu. Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh nơi này. Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn riêng anh. Nhiều khi muốn nhắn
như lúc. Được phát một tấm vé này không? Tấm vé này để mà đi lên ăn tối trên cái tòa tháp này. Bữa tối 6:30 ngày 10/1/18 thì thấy mọi người đều phải xếp hàng, ôi đông, cái khu này đây là người ta check đi security, check coi có mang súng không, mọi thứ gì an toàn, họ không cho leo lên, đi lên đó, check cầu thang, check cầu thang máy cho đi lên, và không có cầu thang đi bộ nữa. Ok. Rồi, vô trong đây là mọi người bắt đầu đi thang máy lên, thang máy đi ngang, cái ông đi lên thẳng nó đi ngang. Ok. Đi vô coi coi đi ngang sao. Nàng hỡi biết mấy hân hoan khi ta bên nhau lần nữa, và mắt môi em long lanh khi nói với anh bằng ngàn lời ru êm mãi. Nàng hỡi vẫn biết không ai xui ta nên duyên gặp gỡ, mà lúc quen nhau ôi ân tình đã bao giờ. Hỏi rằng em ơi có nhớ, nàng hỡi biết mấy hân hoan khi ta bên nhau lần nữa, và mắt môi em long lanh khi nói với anh bằng ngàn lời ru êm mãi. Nàng hỡi vẫn biết không ai xui ta nên duyên gặp gỡ, mà lúc quen nhau ôi ân tình đã bao giờ. Hỏi rằng em ơi có nhớ, em ơi, mặc dù quanh đây lung linh bao nhiêu bóng hình, mà vì yêu em nên tim anh vẫn vô tình. Một trời hương hoa bao la cho ta với mình. Này em hỡi xin em trở về nơi đây. Mình em thôi, riêng anh mơ ước lâu rồi, như hình vời bóng không rời.
hân hoan khi ta bên nhau lần nữa. Và mắt môi em long lanh khi nói với anh bằng ngàn lời ru êm ái. Nàng hỡi, vẫn biết không ai xui ta nên duyên gặp gỡ, mà lúc quen nhau ôi ân tình đã bao giờ. Hỏi rằng em ơi có nhớ, em ơi mặc dù quanh đây lung linh bao nhiêu bóng hình, mà vì yêu em nên tim anh vẫn vô tình. Một trời hương hoa bao la cho ta với mình. Này em hỡi xin em trở về nơi đây bên anh yên vui cõi đời. Chỉ mình em thôi, riêng anh mơ ước lâu rồi, để mình yêu nhau như mây lang thang cuối trời. Này em hỡi em ơi, mặc dù quanh đây lung linh bao nhiêu bóng hình, mà vì yêu em nên tim anh vẫn vô tình. Một trời hương hoa bao la cho ta với mình. Này em hỡi xin em trở về nơi đây bên anh yên vui cõi đời. Chỉ mình em thôi, riêng anh mơ ước lâu rồi, như hình với bóng không dài. Nàng hỡi